Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe TV. Tết đến rồi, nỗi ám ảnh lớn nhất của chị em vào những ngày Tết là món ngon quá nhiều, ăn mãi không chán nên cân nặng cứ tăng lên vùn vụt. Để không phải ép mình giảm cân sau Tết, các bạn hãy áp dụng những mẹo đơn giản và hiệu quả dưới đây nhé. Một, ăn nhiều hoa quả và rau xanh. Hoa quả và rau có hàm lượng calo thấp nhưng lại cung cấp nhiều dưỡng chất. Vì vậy, trong những ngày Tết, chúng ta có thể ăn thoải mái hoa quả và rau mà không lo tăng cân. Hơn nữa, ăn nhiều rau xanh sẽ tạo cảm giác no, vì thế những thức ăn giàu chất béo khác nạp vào cơ thể sẽ giảm đi, sẽ giúp chúng ta giảm cân hiệu quả hơn. 2. Ăn sữa chua hàng ngày. Trước ngày Tết, hãy cùng lấp đầy tủ lạnh của gia đình bằng những hộp sữa chua ngon mát. Sữa chua giúp cơ thể tiêu hóa tốt và là món ăn hỗ trợ tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe của mọi người. Ngoài ra, đây cũng là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả. 3. Uống trà xanh hàng ngày. Có một mẹo giúp không ăn quá nhiều trong những ngày Tết là uống 1-2 ly nước trước khi ăn, sẽ không tạo cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, uống trà xanh hàng ngày có công dụng thanh lọc cơ thể, tăng cường quá trình trao đổi chất, nhờ đó có thể đốt cháy chất béo và cắt giảm lượng calo nạp vào cơ thể. 4. Không ăn quá no. Khi đã no, bạn nên ngừng ăn ngay, không tiếp tục ăn thêm dù cho bạn cảm thấy ngon miệng, bởi việc ăn thêm sẽ khiến cơ thể tích tụ thêm nhiều mỡ dư thừa, cân nặng sẽ tăng lên và bạn phải gồng mình để giảm cân sau những ngày Tết đấy. 5. Uống một cốc nước ấm khi mới thức dậy. Những ngày sắp và trong Tết, bạn thường khá bận rộn nhưng đừng quên uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy và cố gắng duy trì thói quen này hàng ngày. Việc làm này không chỉ bổ sung nước cho cơ thể sau một thời gian dài không tiếp nước mà nó còn giúp đánh thức hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể tối đa. 6. Uống nhiều nước. Dù bận rộn với những cuộc họp mặt, đi chơi, tiệc tùng đến mấy, hãy luôn ghi nhớ quy tắc uống 2 lít nước lọc mỗi ngày. Thiếu nước khiến cơ thể không thể chuyển hóa tốt, gây ra tình trạng tích tụ độc chất béo, điều này làm cho da xỉn màu, nổi mụn. Do đó, uống đủ nước không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách ngăn ngừa tích tụ chất béo, mỡ thừa cực kỳ hữu hiệu. 9. Thường xuyên trò chuyện khi ăn. Trò chuyện trong khi đang thưởng thức bữa ăn sẽ giúp bạn không rảnh để ăn, giảm lượng thực phẩm nạp vào cơ thể, từ đó tránh được việc tích tụ mỡ thừa hiệu quả trong suốt mùa Tết nhé. 10. Ngủ đủ giấc. Theo một nghiên cứu khoa học của Mỹ, phụ nữ ngủ ít hơn 7 tiếng trên một ngày có tỷ lệ béo phì nhiều hơn đến 32% so với những chị em ngủ đủ từ 7 tiếng trở lên một ngày. Như vậy, mỗi ngày dù rất bận rộn, bạn cũng nên duy trì việc ngủ đủ giấc 7 đến 8 tiếng một ngày, hạn chế ngủ ít hơn 5 tiếng, không quá thức khuya, thức xuyên đêm. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể trao đổi chất, tiêu hóa tốt, đốt cháy nhiều calo qua các hoạt động, từ đó giảm cân sẽ ở mức phù hợp, không tăng cao. 11. Không ngủ nướng. Khi ngủ nướng, cơ thể bạn thường lười biếng, không muốn vận động, dễ tăng cân. Nên khi không nên cố ngủ thêm mà nên thức dậy, tập thể dục, trò chuyện với mọi người để đánh lạc hướng cơn buồn ngủ nhé. 12. Tranh thủ tập thể dục. Trong những ngày Tết, chúng ta vẫn nên dành ra 10 đến 15 phút để thực hiện những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc với các bài tập động tác mạnh vào cơ bụng mà không cần dụng cụ, ví dụ như squat hít đất, đá chéo chân, plank gập bụng. Chúng ta cũng có thể sáng tạo tùy vào hoàn cảnh, chẳng hạn như tập luyện với cầu thang, ghế băng hay chạy vòng quanh nhà cũng giúp đốt cháy calo hiệu quả. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong và trang bị những kiến thức cần thiết để ăn Tết ngon vui khỏe và không tăng cân rồi nhé. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng và đừng quên đăng ký, nhấn chuông và ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.